chắc hẳn luôn là nỗi ám ảnh của các chị em lẫn cả các anh em. Nó gây nên rất nhiều phiền toái cho chúng ta, bởi thường hay nằm ngay ở vùng mặt tiền, làm giảm sự tự tin, tinh thần của chúng ta, cũng như những vấn đề sưng viêm của mụn lại khiến ta cảm thấy rất là khó chịu. Thông thường cơn nôn mụn sẽ bắt đầu xuất hiện ở độ tuổi dậy thì. Tuy nhiên, nếu không có lộ trình chăm sóc da phù hợp thì nó có thể tiếp tục ảnh hưởng đến bạn ngay cả khi các bạn đã trưởng thành. Vì vậy mà trong video này, Blog Đẹp sẽ giới thiệu cho bạn top 10 loại kem trị mụn hiệu quả nhất năm 2023. Và trước tiên hết, mời các bạn hãy cùng Blog Đẹp tìm hiểu những vấn đề như sau. Cơ chế hình thành nên mụn, nguyên nhân bị mụn, lưu ý khi chọn kem trị mụn cho từng loại da. Cơ chế hình thành mụn. Mụn thì có rất nhiều loại mụn, tuy nhiên cơ chế hình thành mụn thì chỉ có một mà thôi. Nhìn chung thì cơ chế hình thành mụn liên quan chặt chẽ đến tình hình hoạt động của tuyến bã nhờn và lỗ chân lông. Dưới một số tác động, da chúng ta buộc phải sản sinh dầu nhờn để có thể cân bằng lại độ ẩm, thì khi đó một số tuyến bã nhờn lại hoạt động quá mức và làm gia tăng dầu nhờn. Việc này sẽ khiến da của chúng ta sẽ bị bóng dầu, cũng như sẽ gặp tình trạng tắc nghẽn lỗ chân lông. Thật chất thì ngoài dầu nhờn thì lỗ chân lông cũng sẽ bị tắc nghẽn bởi những tế bào chết, bụi bẩn tích tụ hay là cặn make up ở trên mặt và tạo thành các sợi bã nhờn hay chúng ta còn gọi là mụn trứng cá. Loại mụn này sẽ có hai loại. Mụn đầu đen. Nếu lỗ chân lông không bị bít kín hoàn toàn, mụn đầu đen có thể hình thành do bã nhờn vẫn được tiếp xúc với không khí và bị oxy hóa thành màu đen. Mụn đầu trắng. Còn ngược lại, khi lỗ chân lông đã bị bịt kín hoàn toàn thì mụn trắng sẽ được hình thành. Và đó vẫn chưa phải tất cả về mụn đâu nha. Mụn cũng có liên quan đến sự phát triển của một loại vi khuẩn gọi là Propionibacterium acnes hay là P. acnes. Vi khuẩn này thường sống ở trên da. Nếu trong quá trình da bình thường thì sẽ không gây bất kỳ một tác dụng xấu nào cho làn da của bạn. Tuy nhiên, đây lại là một loại virus mà ưa môi trường ẩm và dầu để sinh sống. Và đặc biệt là khi lỗ chân lông bị tắc nghẽn sẽ là điều kiện thuận tiện để cho Propionibacterium sinh sản và nhân rộng ở trên làn da. Sự gia tăng số lượng của vi khuẩn P. acnes có thể gây viêm nhiễm và kích thích sự phát triển của mụn đó nha. Nguyên nhân bị mụn. Làm sạch da. Việc làm sạch da không tốt chính là một trong những nguyên nhân chủ yếu gây nên mụn đó nha. Như Blog Đẹp đã nói ở trên, mụn được hình thành khi lỗ chân lông bị bít do bã nhờn, bụi bẩn, cặn make up và da chết. Và đây đều là những yếu tố còn sót lại nếu chúng ta bỏ qua bước làm sạch hoặc là làm sạch da chưa đủ kỹ đó nhá. Yếu tố di truyền. Mụn có thể do yếu tố di truyền. Nghĩa là nếu trong gia đình của bạn có những người bị mụn nặng, có khả năng các bạn cũng có nguy cơ cao bị mụn khi đến tuổi dậy thì và lớn hơn nữa. Stress. Khi bị stress, các hoạt động hormone của bạn đều có thể bị ảnh hưởng và gây mất cân bằng. Điều này sẽ góp phần vào tình trạng của da và mụn, cũng khiến cho tình trạng này dai dẳng khó điều trị. Chế độ ăn uống. Ở một số nghiên cứu đã cho thấy rằng, một số những thực phẩm cay nóng, nhiều đường hay là các chế phẩm từ sữa cũng là nguyên nhân gây kích thích mụn, các bạn lưu ý nhé. Lưu ý khi lựa chọn kem trị mụn cho từng loại da. Khi lựa chọn kem trị mụn, các bạn nên lưu ý những điều sau đây để phù hợp với từng loại da, tránh trường hợp quá trình điều trị mụn bị giảm hiệu quả các bạn nhé. 1. Da dầu và mụn. Da dầu có xu hướng sản xuất nhiều dầu và dễ bị tắc nghẽn lỗ chân lông, đó là nguyên nhân gây nên mụn. Khi lựa chọn kem trị mụn, các bạn nên tìm các sản phẩm chứa những thành phần như là axit salicylic, benzoyl peroxide hoặc là dầu tràm tra. Những thành phần này giúp làm sạch lỗ chân lông, kiểm soát dầu và giảm vi khuẩn gây mụn. Và đặc biệt, bạn nên tránh các sản phẩm có dầu hay là chất làm bít lỗ chân lông như là silicon để không gây tắc nghẽn và gây mụn nhiều hơn các bạn nhé. Thứ hai, da khô và mụn. Khi lựa chọn kem trị mụn cho da khô hay lựa chọn các sản phẩm không gây khô da mà thay vào đó là các chất dưỡng ẩm như là axit hyaluronic, niacinamide hoặc là glycerin. Đồng thời, các bạn nên chọn các sản phẩm lành tính, không gây bất kỳ tổn thương hay là kích ứng nào cho làn da. Thứ ba, da nhạy cảm và mụn. Da nhạy cảm có tổn thương dễ, phản ứng mạnh với các chất kích thích. Khi lựa chọn kem trị mụn cho làn da nhạy cảm, hãy tìm các sản phẩm dịu nhẹ, không chứa hương liệu và không gây kích ứng như là các sản phẩm có thành phần như là niacinamide, chiết xuất lô hội, aloe vera hoặc là dầu của cây cỏ xạ hương. Chamomile oil các bạn nhé. Top 10 kem trị mụn hiệu quả nhất năm 2023. 1. La Roche-Posay Effect Killer Duo Cộng. Giá tham khảo 400.000 đồng trên 40ml.
xuất xứ Pháp. La Lo Posay Effaculaire Duo Cộng là một sản phẩm kem dưỡng chuyên dụng để giảm mụn, ngăn ngừa thâm ở sau mụn. Kem trị mụn Effaculaire Duo Cộng có dạng gel, không gây bết dính, thẩm thấu nhanh vào làn da. Ngoài ra, với thiết kế tuýp nhỏ gọn, sản phẩm này dễ dàng mang theo khi đi du lịch hoặc là công tác, mang lại sự tiện lợi trong việc chăm sóc da. 2. Paula Choi Clear Extra Strength Skin Curling Treatment. Giá tham khảo 600.000 đồng trên 67ml, xuất xứ Mỹ. Đây là dòng sản phẩm giúp điều trị mụn bọc với benzoyl peroxide cực kỳ hiệu quả của hãng dược mỹ phẩm từ Mỹ. Tùy thuộc vào tình trạng da cũng như nhu cầu mà các bạn có thể lựa chọn nồng độ sao cho phù hợp. Thường thì sản phẩm này nổi tiếng với 5% benzoyl peroxide của sản phẩm Clear Extra. Tuy nhiên, nếu bạn có làn da nhạy cảm và mới gia nhập vào hội treatment thì có thể tham khảo sản phẩm Clear Regular với 2.5 benzoyl peroxide. Nó sẽ thân thiện với làn da của bạn hơn so với người anh em của mình. 3. Cleansis MS. Giá tham khảo 150.000 đồng trên 15g. Xuất xứ Ấn Độ. Kem trị mụn Cleansis MS chứa thành phần chính là adapalene, một hợp chất chống vi khuẩn từ retinoid, giúp điều trị tình trạng mụn từ nhẹ đến vừa trên da. Các bạn chỉ nên dùng sản phẩm này một lần trên một ngày, tốt nhất là vào buổi tối và bôi một lớp mỏng trên nốt mụn mà thôi. Ở thời gian đầu, da của bạn có thể xuất hiện một số tình trạng châm chích nhẹ và hiện tượng da bị đẩy mụn ẩn. Tuy nhiên, hãy yên tâm vì đây là một trong những quá trình cần phải có để các bạn có thể trị mụn đó nhé. 4. Differin Apadalene 0,1% Acne Treatment Gel. Giá tham khảo 300.000 đồng trên 30g. Xuất xứ Canada. Giống với Cleansis, thành phần nổi bật của sản phẩm này chính là adapalene 0,1%, giúp điều trị hiệu quả tình trạng da mụn, đồng thời giúp điều chỉnh quá trình tái tạo tế bào da mới, giảm sự tắc nghẽn lỗ chân lông và làm mờ các vết thâm sau mụn. 5. Dermaphos. Giá tham khảo 100.000 đồng trên một tuýp. Xuất xứ Việt Nam. Là sản phẩm từ một hãng dược mỹ phẩm của Việt Nam, tuy nhiên kem trị mụn Dermaphos luôn là sản phẩm trị mụn được rất nhiều bác sĩ khuyên dùng bởi vì nó vừa rẻ, dễ mua mà lại rất hiệu quả đó nhá. Ngoài axit azelaic giúp ức chế enzyme giúp làm mờ vết thâm mụn, thành phần của em này còn có chứa các chất chống oxy hóa giúp củng cố hàng rào bảo vệ da và làm da của các bạn khỏe mạnh, kháng viêm hiệu quả hơn nhá. 6. Pear Acne Lion Cream 24g. Giá tham khảo 250.000 đồng trên 24g. Xuất xứ Nhật Bản. Kem trị mụn Pear Acne Lion Cream là một sản phẩm chăm sóc da được sản xuất tại Nhật Bản. Sản phẩm này được thiết kế nhằm giúp giảm và ngăn ngừa mụn cũng như là mờ sẹo sau mụn. Đồng thời thì kem Pear Acne Lion Cream cũng chứa các thành phần chống viêm, kháng khuẩn, giúp làm sạch da, giảm vi khuẩn, loại bỏ tế bào chết. Điều này giúp giảm mụn cám, mụn mủ và ngăn ngừa sự hình thành của mụn mới. 7. Murad Rapid Relief Acne Spot Treatment. Giá tham khảo 650.000 đồng trên 15ml. Xuất xứ Mỹ. Đây là sản phẩm nổi tiếng với khả năng thẩm thấu nhanh, dịu da tốt, lại làm giảm thiểu các cơn đau đớn do mụn xương tấy. Với thành phần chính là salicylic acid và chiết xuất của cây bạch đàn, đây là sản phẩm giúp loại bỏ vi khuẩn cùng với tế bào chết ở trên da, giúp giảm viêm và mụn trứng cá. 8. Sunbymi 14 Days Super Miracle Spot OQ Cream. Giá tham khảo 300.000 đồng trên 30ml. Xuất xứ Hàn Quốc. Bên cạnh những hoạt chất làm sạch da và tẩy tế bào chết thì trong kem trị mụn này còn chứa các chiết xuất như là trà xanh, cây trùm ngây, cam thảo, giúp làm dịu, kháng khuẩn, kiểm soát dầu thừa và se khít lỗ chân lông. Kem trị mụn Sunbymi 13 Days Super Miracle Spot OQ Cream được sử dụng như một loại kem đặc trị mụn vào buổi tối. Các bạn nên che chắn cẩn thận, tránh ánh nắng trong quá trình sử dụng kem trị mụn này nhé. 9. SPR CB Clear Sisa Peel. Giá tham khảo 300.000 đồng trên 15ml. Xuất xứ Pháp. Chứa các thành phần hoạt tính giúp loại bỏ tế bào da chết của làn da, thúc đẩy sự tái tạo của làn da như là BHA và AHA. Sản phẩm được thiết kế để giải quyết các vấn đề như là da mụn, vết thâm, sẹo sau mụn. 10. Angela Cream. Giá tham khảo 50.000 đồng trên một tuýp. Xuất xứ Hàn Quốc. Angela Cream là một trong những sản phẩm trị mụn được bán rộng rãi trên kệ của hầu hết các nhà thuốc.
được sản xuất bởi hãng dược mỹ phẩm tại Hàn Quốc. Do vậy mà bạn hoàn toàn có thể yên tâm về chất lượng cũng như xuất xứ của sản phẩm này. Với 20% azelaic acid ở trong thành phần, sản phẩm hứa hẹn sẽ có hiệu quả mạnh mẽ trong việc điều trị mụn, đồng thời còn làm mờ vết thâm sau mụn nữa nhé. Và đó là top 10 loại kem trị mụn hiệu quả nhất năm 2023 mà Blog Đẹp muốn giới thiệu cho bạn. Bên cạnh đó, Blog Đẹp cũng đã chia sẻ một số thông tin về mụn cũng như nguyên nhân hình thành mụn trên da mặt để các bạn có phương pháp phù hợp nhằm giảm thiểu sự xuất hiện của mụn. Hy vọng rằng trong video này đều là những thông tin hữu ích giúp các bạn sớm có làn da láng mịn, xinh đẹp các bạn nhé. Nếu bạn còn muốn tìm hiểu thêm về các thông tin làm đẹp khác, hãy tham khảo những video mà Blog Đẹp có đính kèm bên dưới nhé. Đến đây, video chúng mình cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký ủng hộ kênh để nhận thêm nhiều video mới nhé. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong video ngày mai nhé.